Triều Tiên phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga. Quan chức Triều Tiên khẳng định nước này chưa từng chuyển vũ khí cho Nga và không có kế hoạch như vậy, đồng thời yêu cầu Mỹ ngừng tung tin. Các lực lượng thù địch, trong đó có Mỹ, gần đây tung tin về thỏa thuận vũ khí giữa Triều Tiên và Nga. Tôi muốn làm rõ một điều, đó là Triều Tiên chưa từng xuất khẩu vũ khí và đạn dược cho Nga, cũng như không có kế hoạch nào như vậy trong tương lai. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời Cục Phó Cục Trang bị thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết hôm 21 tháng 9, nhưng không nêu tên quan chức này. Quan chức này khẳng định, nghiên cứu, sản xuất và sở hữu vũ khí quân sự, cũng như xuất nhập khẩu khí tài với nước khác là quyền hợp pháp của mọi quốc gia có chủ quyền. Tôi không biết họ lấy giả thuyết buôn bán vũ khí vô lý này ở đâu, nhưng mục đích chính vẫn là bôi xấu hình ảnh Triều Tiên. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động tung tin bôi xấu Triều Tiên nhằm theo đuổi mục tiêu chính trị xấu xa. Tốt nhất là Mỹ nên giữ im lặng và ngừng tung ra những tin đồn ngớ ngẩn như vậy. Quan chức Triều Tiên nói thêm. Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel hồi đầu tháng cho rằng Nga đang trong quá trình mua hàng triệu quả đạn pháo và rocket từ Triều Tiên. Hãng thông tấn AP dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc này cho thấy quân đội nước này tiếp tục thiếu hụt nguồn cung trầm trọng cho chiến dịch quân sự ở Ukraine, một phần do ảnh hưởng từ các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ngoài thông tin trên, tình báo Mỹ còn nhận định Moscow có thể tiếp tục mua thêm thiết bị quân sự từ Bình Nhưỡng trong tương lai. Giới chức Nga sau đó bác bỏ thông tin nước này tìm mua vũ khí Triều Tiên. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia yêu cầu Mỹ chứng minh cáo buộc nước này mua khí tài Triều Tiên để sử dụng ở Ukraine hoặc thừa nhận cung cấp thông tin sai. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby ngày 6 tháng 9 cho biết chưa có dấu hiệu Nga mua hoặc chuyển đạn pháo và rocket Triều Tiên tới Ukraine. Chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy hoạt động mua bán được thực hiện, do đó rất khó để nói rằng điều này thực sự diễn ra như thế nào, Kirby nói. Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga trong bối cảnh phần lớn châu Âu và phương Tây áp lệnh trừng phạt lên Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bình Nhưỡng cũng cáo buộc Mỹ là nguyên nhân gây ra khủng hoảng ở Ukraine và gọi chính sách bá quyền của phương Tây là lý do Nga phải mở chiến dịch quân sự để tự vệ. Triều Tiên hồi tháng 7 trở thành nước thứ 3 sau Nga và Syria công nhận độc lập của hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine. Đại sứ Triều Tiên tại Moscow gần đây cũng gặp phái viên từ Donetsk và Lugansk, trong đó bày tỏ lạc quan về hợp tác trong lĩnh vực lao động di cư. Triều Tiên cho biết có thể đưa công nhân tới hai vùng do phe ly khai kiểm soát ở đông Ukraine để tái thiết. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 9, tại phiên họp toàn thể tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi các nước chung tay hành động nhằm giải quyết tình trạng bất đồng toàn cầu liên quan tới hàng loạt cuộc khủng hoảng xảy ra đồng thời trên thế giới hiện nay. Sau đây là phần phản ánh của từ nhóm phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Guterres bày tỏ quan ngại sâu sắc về những thách thức hiện nay trong bối cảnh tình trạng bất bình đẳng ngày càng gia tăng và nhiệt độ trái đất đang nóng lên không ngừng. Ông cũng lên án các công ty sản xuất năng lượng hóa thạch đang tiến hành một cuộc chiến tự sát chống lại thiên nhiên, đồng thời kêu gọi các chính phủ phải can thiệp trước khi quá muộn. Tôi kêu gọi các nước phát triển cần sử dụng nguồn thu thuế từ các công ty sản xuất năng lượng hóa thạch để đền bù thiệt hại cho những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng giá cả leo thang. Theo kế hoạch, trong tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 này sẽ có nhiều cuộc họp song phương quan trọng diễn ra bên lề các sự kiện chính. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cũng sẽ phát biểu trước Đại hội đồng và có hàng loạt các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước trong các ngày 21 và 22 tháng 9. Vấn đề giải quyết khủng hoảng lương thực và nạn đói cũng là một chủ đề quan trọng trong chương trình nghị sự của tuần lễ cấp cao lần này. Hiện đã có tới hơn 200 các tổ chức phi chính phủ lên tiếng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới có mặt tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hãy nỗ lực không để nạn đói xảy ra. Bởi số liệu cho thấy khoảng 50 triệu người ở 45 quốc gia có nguy cơ rơi vào nạn đói và gần 20.000 người chết đói mỗi ngày. Khắc Hiếu, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. Phiên thảo luận chung Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 đã khai mạc với chủ đề Thời khắc bước ngoặt, các giải pháp chuyển đổi trước những thách thức kết nối. Trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã tham gia điều hành phiên khai mạc. Thông tin chi tiết của nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York của Mỹ.
Tham dự phiên khai mạc có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77 Sapa Korosi và đông đảo lãnh đạo nhà nước, chính phủ các nước thành viên Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Guterres cho rằng, tuy tình hình thế giới ngày càng chia rẽ, đầy thách thức, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng nếu cộng đồng quốc tế có thể chung tay góp sức cùng hành động. Theo ông Guterres, các thách thức toàn cầu như an ninh lương thực, an ninh năng lượng, biến đổi khí hậu, tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, an ninh mạng đòi hỏi các nước cùng hợp tác, đối thoại để hướng tới tương lai. Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77 Sapa Korosi nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy các giải pháp thông qua đoàn kết, bền vững và khoa học. Ông cũng cho biết sẽ tích cực thúc đẩy các cuộc họp lớn của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra trong thời gian tới. Đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Đại hội đồng khóa 77, cơ quan lớn nhất của Liên Hợp Quốc có thẩm quyền rộng rãi trong các lĩnh vực hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là một cơ hội lớn nhưng cũng là một thách thức rất lớn đối với Việt Nam, để Việt Nam không chỉ góp phần vào trách nhiệm chung thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu, mà còn để truyền tải thông điệp mạnh mẽ tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam là một quốc gia, một đối tác đáng tin cậy, luôn hướng tới một xã hội hòa bình, phát triển, tiến bộ và công bằng. Hải Vân, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ. Bên lề khóa họp 77 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì các nhà lãnh đạo thế giới ngày hôm qua đã có cuộc họp về tình trạng thiếu lương thực trên thế giới hiện nay và qua đó kêu gọi các nỗ lực khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện các nước từ Liên minh châu Âu EU, Liên minh châu Phi AU và Mỹ. Tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khẳng định tính cấp bách của nguy cơ an ninh lương thực khi cho biết những quốc gia đang phát triển dễ bị tổn thương đang chịu tác động mạnh nhất. Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết Pháp sẽ tài trợ cho các chuyến hàng lúa mì của Ukraine đến Somalia. Về phần mình, Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố viện trợ mới của Mỹ trong phát biểu tại Đại hội đồng hôm nay. Các tuyên bố đưa ra trong bối cảnh có nhiều cảnh báo về tác động lâu dài của cuộc khủng hoảng Ukraine đối với an ninh lương thực toàn cầu. Theo đó, các chuyên gia cho rằng sự gián đoạn nguồn cung phân bón từ Nga và Ukraine có thể ảnh hưởng tới vụ mùa trên khắp thế giới. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Lenny Tracy làm đại sứ mới tại Nga, thay thế đại sứ John Sullivan sau khi ông nghỉ hưu. Đề cử này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang tồn tại nhiều căng thẳng. Bà Lynn Tracy theo học chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Georgia và lấy bằng luật tại Đại học Akron, Ohio vào năm 1994. Bà hiện là đại sứ Mỹ tại Armenia và từng là phó đại sứ Mỹ tại Nga nhiệm kỳ 2014-2017. Bà đã có thời gian làm việc trong các phái đoàn của Mỹ ở Đông Âu và Trung Á, cũng như làm việc tại Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Peshawar, Pakistan giai đoạn 2006-2009. Quyết định đề cử bà Tracy được đưa ra sau khi đại sứ Mỹ tại Nga John Sullivan đã rời Nga vào đầu tháng 9 này sau gần 3 năm nhiệm kỳ tại đây để nghỉ hưu. Đề cử này cần được Thượng viện Mỹ thông qua để chính thức có hiệu lực. Nếu chính thức được bổ nhiệm, bà Tracy sẽ đứng trước nhiều thách thức trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Nga đang tồn tại nhiều bất đồng trong các vấn đề song phương và quốc tế quan trọng. Còn bây giờ sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Hôm qua, giới chức thành phố Chicago, Mỹ cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại một tòa nhà ở khu vực Westside, khiến ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 3 người thương nặng. Theo Sở Cứu hỏa Chicago, tầng thượng của tòa nhà đã bị đổ sập, trong khi một số phương tiện giao thông đỗ xung quanh tòa nhà đều bị hư hại. Đội giả phá bom mìn, lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã ngay lập tức được triển khai đến hiện trường để đảm bảo an toàn và tìm kiếm những người bị mắc kẹt. Khu vực xung quanh hiện trường đã được sơ tán. Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra làm rõ. Cùng ngày, ít nhất 9 người đã thiệt mạng sau khi một kho hàng tại thành phố Sao Paulo của Brazil bị đổ sập. Đáng chú ý, vụ việc xảy ra vào đúng thời điểm hai ứng cử viên đại biểu quốc hội đang có chuyến thị sát tại đây. Kho hàng thuộc sở hữu của một công ty vận tải và một phần cấu trúc bên trong đã bất ngờ đổ sập khi hai ứng cử viên đại biểu quốc hội cùng nhiều công nhân đang có mặt ở hiện trường. Tổng cộng 31 người đã được giải cứu, trong đó có 2 chính khách trên. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ cho biết có thể vẫn còn nhiều người đang mắc kẹt trong các đống đổ nát. Thưa quý vị, một mùa đông đang tới gần ở lục địa già và theo dự báo thì nhiệt độ tại đây sẽ rơi xuống âm tới hàng chục độ C. Do đó, việc không có khí đốt sưởi ấm là một cơn ác mộng đối với rất nhiều người dân tại châu Âu. Và rất nhiều người đã lựa chọn di cư sang các quốc gia ấm áp hơn để lưu trú qua mùa đông lạnh giá và tiết kiệm được chi phí cuộc sống.
Những bãi biển với cát trắng trải dài, không khí ấm áp mát mẻ trong những ngày mùa thu, đó là thứ mà những người dân châu Âu đang kiếm tìm tại thời điểm này, khi mùa đông khắc nghiệt chuẩn bị tấn công các quốc gia này. Không khí ấm áp vùng Cape, Tây Ban Nha, đang khiến làn sóng di cư từ phía bên kia châu lục tìm đến. Khoảng nửa triệu người từ 98 quốc gia đã đổ đến thành phố bờ biển xinh đẹp này. Không khí ở đây ấm áp, điều kiện khí hậu dễ chịu quanh năm. Thành phố này lại có đường bờ biển dài 200 km thu hút nhiều du khách. Nhưng thay vì đến du lịch, họ đang cân nhắc việc ở lại hẳn đây sinh sống. Nguyên nhân là bởi giá khí đốt quá đắt đỏ tại quốc gia nơi họ đang sinh sống, khiến mùa đông sắp tới trở thành nỗi ám ảnh. Theo nền tảng phân tích dữ liệu Statistica, một người trưởng thành tại Anh cần kiếm được ít nhất 28.000 euro mỗi tháng để duy trì được mức sống tối thiểu dựa trên cơ sở giá cả năm 2022. Người Anh, Đức hay Bỉ đổ tới Cape vì ở đây họ có thể tiết kiệm chi phí năng lượng, họ không phải trả tiền xăng, điện để sưởi ấm. Với tình hình giá cả liên tục leo thang như hiện nay, tôi nghĩ làn sóng di cư sẽ còn lớn hơn nữa trong những tháng tới. Thậm chí chi phí cho cuộc sống còn có thể tiếp tục tăng khi xung đột tại Ukraine vẫn chưa tìm được giải pháp. Theo ước tính của chính quyền địa phương, Cape là nơi sinh sống lớn nhất của cộng đồng người Bỉ tại Tây Ban Nha. Giá cả sinh hoạt tại Cape cũng dễ chịu hơn rất nhiều so với các quốc gia châu Âu khác, chưa tính đến chi phí năng lượng. Ở Bỉ không có chuyện người hưu trí được ăn tiệm mỗi ngày, còn tại đây chúng tôi được tận hưởng cuộc sống. Mặc dù chi phí năng lượng tại Tây Ban Nha cũng đã tăng gấp đôi kể từ xung đột chính trị Nga phương Tây, lạm phát tại quốc gia này cũng đã vượt quá 10%, nhưng mùa đông tại đây thời tiết ôn hòa nên người dân không tốn năng lượng sưởi ấm. Con gái tôi ở Bỉ gọi và kể vừa trả 250 euro hóa đơn năng lượng hàng tháng và tôi nói tôi chỉ trả 28 euro, tất cả vì ở đây có nắng. Hàng nghìn người Đức, Anh và Bỉ đã lựa chọn định cư ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cũng có nhiều người khác lựa chọn làm việc từ xa và chỉ chuyển tới Tây Ban Nha trong mùa đông để trốn những hóa đơn sưởi ấm khắc nghiệt tại nước nhà. Xu hướng người châu Âu đi trốn rét cũng được thu hút nhiều hơn bởi khí hậu và chất lượng cuộc sống tại Tây Ban Nha.